Xin chào các bác trên toàn quốc, giới thiệu các bác để chơi Tết bao gồm dáng và thế, tổng thể của cây để đánh giá một cây có chất lượng chơi. Thứ nhất là tài lộc, và nó chơi cây quất này rất bền vì nó đã trồng từ bé ở trong một ông thần tài, nên mình mua về chơi được rất lâu, nên mà đánh giá được một cây quất đẹp ấy, thì là mình sẽ đánh giá từ lá, màu lá xanh này, quả to đều này, và quả to đều và có lộc và có hoa này. Cây quất này bây giờ tạm thời là nó còn 3 tháng nữa mới Tết, nên bây giờ quả nó vẫn chưa được phát triển toàn diện, nên em làm cái video này sớm để cho các bác xem và các bác lựa chọn những cây để mang về tài lộc cho gia đình. Đấy, xong rồi chuyển sang cây thế. Mấy cái loại quất để chơi Tết bao gồm để bàn và để ban thờ là có cả, đây là quất để trên ban thờ là quất lộc bình. Lọ quất này, cây quất này đã được trồng từ nhỏ trong lọ lộc bình, nên là rất yên tâm về cây chất lượng, sống được rất lâu và chơi được rất lâu. Dáng thế của cây các bác tự đánh giá. Đây cây quất, đây là cây quất lộc bình này. Rất đẹp, trồng từ nhỏ trong chậu lục bình. Còn sau đây xin giới thiệu các bác là đây là cái cây giáng làng trồng trên chậu vuông, rất đẹp để cho mình để ở những cái góc nhà để ngày Tết cho thêm rực rỡ và mang tài lộc cho đến cho gia đình. Và cây có lộc này, có quả xanh và quả con và hoa, tại vì đây còn 3 tháng nữa mới Tết, bây giờ bọn em mới chăm sóc để cho quả nó to lên á, và nó trông nó sẽ đẹp lên, và sau đây sau Tết, sau Tết 20 ngày em sẽ lại quay làm lại video để cho các bác xem thực tế. Còn bây giờ là em chỉ giới thiệu cái vườn cây nó có nhiều dáng thế để mình lựa chọn trước.
khó tính chơi cây bonsai. Cái cây bonsai là trồng trên một cái hang đá này, rất trồng từ nhỏ lên mình chơi được rất bền và cây rất đẹp. Cây này làm mất thời gian để cho những người kỹ tính. Mình thích một cây ngũ phúc, dáng này ngũ phúc mang đến cho gia đình năm mới vận mệnh tài lộc này, và những người khó tính quay mấy cái dáng đấy, cả cái ngoài này, dáng đẹp đằng sau nữa. Đây cũng đẹp. Nhà vườn em có rất nhiều dáng cây đẹp và độc lạ, bao gồm như là ông thần tài và quất chum, quất trên thế hang thế và chậu vuông. Đây là cây quất trên thế trên chum, nó hình dáng giống con công, quả lá rất đẹp, quả đều và lá xanh. Cây trồng rất công phu trên trồng từ nhỏ trên chum nên các bác cứ tin cậy là độ chơi rất bền lâu. Nếu mà các bác có nhu cầu đặt cây và dáng nào thì theo số điện thoại 0968 588 975. Nhà và vườn Mạnh Yến đã ship tận nơi cho các bác trên toàn quốc.